Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người món gà hấp muối. Và đây là cái món gà hấp muối của mình. Ăn thì cái này nó giòn da rất là ngon nha mọi người. Đây là mình chuẩn bị một con gà, mình đã làm sạch rồi đó. Bây giờ mình sẽ ướp cái con gà này để mà mình hấp với muối nha cả nhà. Thì nguyên liệu ở đây là mình cho một nhúm lá chanh. Đây là lá chanh. Lá chanh thì cái màu nó không được đẹp, bởi vì là lá chanh của mình mùa đông á, nó bị vàng lá. Giờ đây là sả, mình cũng cắt ở ngoài vườn luôn. Mình sẽ cho 4-5 tép tỏi và một củ gừng. Thì đây là sả, mình sẽ cắt ra làm hai như vậy để cho nó có mùi nha cả nhà. Tỏi và gừng thì mình cắt mỏng và mình đập dập. Và đây là 1 ký muối. Tiêu tiêu thì tùy thích. Đây là cái hũ muối muối tiêu ở bên Nhật á cả nhà, người ta làm sẵn rồi, có muối tiêu và bột ngọt rất là vừa ăn. Bây giờ mình sẽ gắt cái muối tiêu này để ướp cái con gà, mình không cần thể phải thêm một cái gì nữa hết. Mình gắt xương xương ở phía bên ngoài và phía bên trong con gà thôi nha cả nhà, mình không cần phải ướp gì hết, mình chỉ gắt xương ướp ở ngoài vậy thôi. Thì mình cũng gắt ít thôi nha, đừng có gắt nhiều quá thì cái con gà của mình sẽ bị mặn. Sau khi gắt như vậy xong thì mình sẽ thoa cho đều và mình để khoảng 15 tới nửa tiếng. Thì sau đó mình sẽ đem đi hấp muối nha. Và phía bên trong cũng vậy, mình sẽ gắt đều cái muối tiêu này vào. Bây giờ mình đã gắt đều cái con gà, mình sẽ để khoảng 30 phút. Thì việc đầu tiên là mình sẽ cho muối vào trong một cái nồi. Cả nhà mình nên chọn cái nồi là nó dày một chút xíu nha. Để mà khi mà mình hấp muối á, thì nó sẽ không có bị hư cái nồi của mình á, nó không có bị khét á. Mình hấp cái nồi dày thì nó sẽ tốt hơn. Mình trải đều ra. Trải đều ở khắp cái mặt nồi ở dưới thì mình sẽ trải đều ra. Sau đó mình sẽ cho hết lá chanh vào. Lá chanh, tỏi, sả, gừng, tiêu. Mình cho lót ở dưới đáy nồi như thế này. Thì khi mà mình bắt lửa lên mà mình nấu á, thì cái muối ở dưới nó cũng sẽ không làm khét cái con gà của mình. Và cái mùi sả, tỏi, gừng, lá chanh thì nó sẽ bốc lên và làm cho cái con gà của mình nó thơm á cả nhà. Bây giờ mình sẽ trải đều những thứ này, trải đều khắp mặt ở dưới cái nồi. Và mình sẽ đợi con gà của mình, sau nửa tiếng thì mình sẽ cho vào mà để mà mình hấp nha cả nhà. Mình hấp kiểu này thì con gà của mình rất là thơm. Mình cũng cho tiêu vào luôn. Và bây giờ con gà của mình cũng đã ướp được nửa tiếng rồi. Thì mình sẽ cho con gà vào trong nồi nha cả nhà.
Con gà thì cũng khá là to nên bây giờ mình sẽ cắt cho nó ra làm hai. Và bây giờ mình sẽ bắt cái nồi này lên trên bếp để mà mình mở lửa nha cả nhà. Nhưng mà lưu ý là mình sẽ mở lửa nhỏ, lửa liu riu thôi. Mình không nên mở lửa lớn. Tại vì mở lửa lớn thì cái nồi của mình dễ bị khét lắm nha. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại. Và mình hấp như thế này, lửa liu riu nhỏ nhỏ, tầm khoảng là 1 tiếng nha cả nhà. Thì 1 tiếng sau thì có khoảng nửa tiếng thì cả nhà trở cái con gà, mình trở cái bề mặt của nó và mình hấp thêm nửa tiếng nữa. Thì khi mà hấp 1 tiếng thì con gà của mình cũng đã vừa chín vừa. Sau khi hấp được nửa tiếng thì cái nước của con gà và cái hơi nó cũng đã nhiễu phía bên dưới đó cả nhà. Cái con gà này ra mỡ rất là nhiều nên phía dưới thì cả nhà thấy không, có mỡ ở phía dưới, nó nhiễu phía dưới á. Và bây giờ mình cũng đã chở cái con gà, nhìn rất là ngon, thơm lắm luôn. Cái mùi sả gừng tỏi mở ra thì rất là thơm. Mình chở con gà để cho nó chín cái bề mặt phía da phía ngoài nha cả nhà. Thì mỡ nó chảy xuống dưới rất là nhiều. Và bây giờ mình lấy đũa mình xiêm xiêm thử xem coi là nó chín hay chưa. Thì cái da bây giờ là tương đối cũng đã mềm rồi cả nhà. Cả nhà thấy mỡ rất là nhiều không ạ? Mình hấp kiểu này thì cái con gà của mình ăn rất là ngon. Cái mỡ nó ra rồi thì cái con gà của mình ăn nó không có bị mỡ nhiều. Và đây là 1 tiếng sau thì mình đã xong rồi ở cả nhà. Bây giờ mình sẽ cắt ra, mình bày ra đĩa để mà mình thưởng thức ăn chung với cơm nha cả nhà. Gà làm kiểu này thì ăn rất là ngon. Cái da của nó giòn và nó thơm, rất là thơm mùi sả và lá chanh. Cả nhà thích thì hãy làm như thế này để ăn với cơm thì ngon lắm nha cả nhà. Video của mình cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn xem phim vui vẻ, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống nha. Đây là cái phần muối của mình đó cả nhà. Cả nhà thấy không? Mở ra rất là nhiều luôn. Mình ăn như thế này, nếu mà mình luộc thì nó sẽ không ngon. Mình hấp kiểu này thì nó ăn ngon lắm nha cả nhà. Thịt con gà nó ngọt. Cái mỡ ra nhiều thì mình cũng ăn cũng đỡ phần mỡ cả nhà. Mình ăn mỡ nhiều quá thì cũng không tốt cho sức khỏe. Đây là thành phẩm của mình. Cả nhà nhìn có ngon hay không ạ? Bởi vì ở nhà mình ăn nên mình không có tha cái màu vàng để cho cái con gà nó vàng như ở ngoài chợ cả nhà. Thì cái da của nó là rất là giòn. Cả nhà hãy thử một lần để xem là gà mình ủ muối như thế này có ngon hay không nha. Xin mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình nhé. Hẹn gặp lại cả nhà video lần sau. Bye bye.